Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình thời sự tối nay, thứ hai ngày 2 tháng 10 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng. Chương trình thời sự tối nay có những nội dung chính sau đây. Tiếp xúc cử tri chuẩn bị cho kỳ họp thứ tư Quốc hội khóa 14. Nhiều vấn đề cơ chế giám sát ngăn chặn tình trạng ô nhiễm môi trường từ nguồn rác thải nông thôn, chính sách với giáo viên mầm non, chế độ phù hợp cho đội ngũ cán bộ cấp xã đã được đề đạt từ các đại biểu Quốc hội. Lãnh đạo thành phố thăm và vui trung thu với các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố. Cần nỗ lực đáp ứng về nguồn vốn bảo đảm yêu cầu tiến độ giải phóng mặt bằng phục vụ thi công cầu Hoàng Văn Thụ, cùng một số thông tin đáng quan tâm khác. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, chuẩn bị kỳ họp thứ tư Quốc hội khóa 14, hôm nay đồng chí Nguyễn Thị Nghĩa, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Hải Phòng cùng tổ đại biểu tiếp xúc cử tri xã An Hồng, huyện An Dương và cử tri phường Cầu Đất, quận Ngô Quyền. Các ý kiến ngắn gọn, xúc tích, đúng trọng tâm, đi thẳng vào vấn đề của các cử tri đang góp phần quan trọng nâng cao chất lượng hoạt động của đoàn đại biểu Quốc hội Hải Phòng. Đề nghị là các đồng chí sẽ quan tâm đến cái đầu tư hỗ trợ các cái mô hình sản xuất. Và cái thứ hai nữa là đầu tư cho các cái doanh nghiệp để mà tiêu thụ sản phẩm cho nông dân. Chứ không thì là với những cái tình cảnh là được giá thì mất mùa, mà được mùa thì mất giá. Thì cái này là đời sống nhân dân là gặp rất nhiều khó khăn. Đây là đối với công tác đất đai thì tôi đề nghị là xác định khung giá theo thời hạn. Vì tại thời điểm này thì trong thời hạn xác định giá đất là 5 năm để phù hợp với quy hoạch. Nhưng trong quá trình 5 năm phát triển này thì xã hội và hạ tầng nâng lên thì giá đất sẽ được nâng lên. Do vậy đề nghị là nâng khung giá đất, xác định giá đất theo cái thời hạn nhưng theo từng vùng, từng miền và xác định thời điểm phát triển nó phù hợp với giá đất sát thị trường. Và đề xuất lên Quốc hội và Chính phủ về vấn đề chế độ chính sách cho lực lượng công an xã và nói chung và về công cụ hỗ trợ cho lực lượng công an xã để đảm bảo làm sao cái trong việc tấn công chấn áp tội phạm trong tình hình này. Ý kiến của các cử tri đi thẳng vào những vấn đề liên quan tới thực tiễn cuộc sống, những khó khăn bất cập trong thực hiện chính sách cũng như các văn bản pháp luật. Tại buổi tiếp xúc chiều nay, cử tri quận Ngô Quyền phản ánh, kiến nghị bổ sung những nội dung liên quan đến một số dự thảo luật dự kiến sẽ được đưa ra thảo luận tại kỳ họp tới. Qua nghiên cứu dự thảo luật phòng chống tham nhũng, tôi thấy vẫn còn bất cập. Dự thảo luật chưa có quy định về xử lý tài sản, thu nhập kê khai không trung thực, không được giải trình một cách hợp lý. Vì vậy, cử tri chúng tôi kiến nghị với Quốc hội cần nghiên cứu bổ sung nội dung về xử lý tài sản, thu nhập kê khai không trung thực đó. Chúng tôi xin có ý kiến tham gia cụ thể vào luật quy hoạch như sau. Là quy hoạch cần có tầm nhìn cho trước mắt, nhưng chúng ta phải đánh giá tầm nhìn về lâu dài. Quy hoạch cần quy định rõ thẩm quyền trách nhiệm cụ thể của các bộ ngành và các địa phương trong công tác quy hoạch. Phấn khởi trước những kết quả kinh tế xã hội của cả nước và thành phố Hải Phòng đạt được trong 9 tháng qua, cử tri kỳ vọng nhiều chương trình hành động thực hiện nghị quyết của Quốc hội và Chính phủ sẽ tiếp tục được triển khai quyết liệt và đồng bộ trong thời gian tới. Thay mặt đoàn đại biểu Quốc hội Hải Phòng, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Hải Phòng Nguyễn Thị Nghĩa trân trọng cảm ơn tiếp thu ý kiến đóng góp tâm huyết, trách nhiệm của cử tri tổng hợp trình kỳ họp. Kỳ họp thứ tư Quốc hội khóa 14 dự kiến diễn ra từ ngày 23 tháng 10 đến ngày 22 tháng 11. Trong đó sẽ xem xét thông qua 6 dự án luật và cho ý kiến đối với 12 dự án luật. Cũng trong sáng nay, các đại biểu Quốc hội đoàn Hải Phòng tiếp xúc cử tri tại các quận Lê Chân, Đồ Sơn, Vĩnh Bảo và Tiên Lãng bày tỏ vui mừng trước những kết quả phát triển kinh tế xã hội của đất nước và thành phố trong 9 tháng năm 2017. Cử tri huyện Vĩnh Bảo và quận Lê Chân kiến nghị liên quan đến những lĩnh vực như Quốc hội cần thường xuyên giám sát tình trạng ô nhiễm môi trường, có cơ chế chính sách đối với giáo viên mầm non, rà soát và có biện pháp chấn chỉnh tình trạng lạm thu đầu năm học, hỗ trợ nguồn vốn cho các địa phương tiếp tục thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp đầu tư lĩnh vực nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, giải quyết chế độ phụ cấp và bảo hiểm xã hội cho đội ngũ cán bộ không chuyên trách cấp xã phường, tăng cường phòng chống tham nhũng, kê khai tài sản và thu hồi tài sản của nhà nước bị thất thoát, bảo đảm an toàn giao thông, trật tự đường hè và an toàn thực phẩm cùng nhiều vấn đề khác.
Cử tri huyện Tiên Lãng đề nghị Quốc hội, Chính phủ tiếp tục quan tâm đầu tư kinh phí nâng cấp hạ tầng phát triển kinh tế xã hội cho huyện, nhất là tại các xã ven biển, nghiên cứu điều chỉnh quy hoạch sân bay Tiên Lãng, triển khai dự án quay đê lấn biển, xây dựng khu công nghiệp công nghệ cao và dịch vụ cảng biển. Đầu tư kinh phí nâng cấp hệ thống thủy lợi, bảo vệ nguồn nước ngọt phục vụ sản xuất dân sinh, hỗ trợ đầu ra cho nông sản. Cử tri quận Đồ Sơn kiến nghị cần quyết liệt hơn nữa trong công tác phòng chống tham nhũng, nâng mức phụ cấp cho cán bộ chuyên trách, tăng cường vai trò giám sát của nhân dân, đổi mới giáo dục đào tạo cùng nhiều ý kiến khác. Nhân dịp Tết Trung thu truyền thống của dân tộc, chiều nay đồng chí Nguyễn Đình Bích, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố tới thăm tặng quà một số học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Đại Bản, huyện An Dương và trường mầm non xã Đại Bản, đơn vị 15 năm liên tục đạt danh hiệu tập thể lao động tiên tiến xuất sắc. Tới thăm cháu Lê Thị Thu Hà ở thôn An Phú, xã Đại Bản, có hoàn cảnh mồ côi cả cha lẫn mẹ, hiện đang ở với anh trai, thuộc hộ gia đình nghèo. Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố Nguyễn Đình Bích động viên cháu cố gắng vượt qua mất mát, chăm chỉ học tập, vươn lên trong cuộc sống. Đồng chí đề nghị lãnh đạo xã Đại Bản quan tâm tới hoàn cảnh của cháu Lê Thị Thu Hà, có kế hoạch vận động sự ủng hộ của xã hội để giúp đỡ hai anh em cháu hoàn thiện ngôi nhà do bố mẹ để lại, hiện vẫn xây dựng dang dở. Tiếp tục tới thăm trường mầm non xã Đại Bản, huyện An Dương, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố Nguyễn Đình Bích tặng quà và chia vui cùng các em nhỏ trong lễ vui Trung thu, đồng thời động viên các thầy cô chăm lo tới các cháu thiếu niên nhi đồng, mầm non tương lai của đất nước. Hạ tầng kỹ thuật khu đô thị Bắc Sông Cấm là những hạng mục trọng điểm phải tập trung sự chỉ đạo và nguồn lực để thực hiện đảm bảo tiến độ và chất lượng công trình. Đây là ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Nguyễn Xuân Bình tại cuộc họp giải quyết các vướng mắc trong quá trình triển khai thi công dự án khu đô thị Bắc Sông Cấm diễn ra vào chiều nay. Hạ tầng kỹ thuật khu đô thị Bắc Sông Cấm gồm 15 gói thầu do 12 đơn vị thực hiện. Thời điểm hiện nay, huyện Thủy Nguyên bàn giao 100 ha đất ngoài bãi sông và đất nông nghiệp. Huyện đang đẩy mạnh kiểm kê, lập phương án bồi thường, hỗ trợ và phê duyệt. Phấn đấu đến giữa tháng 10 sẽ bàn giao tiếp khoảng 100 ha. Hiện các nhà thầu đã tập kết máy móc, phương tiện, nhân lực. Tuy nhiên, một số nhà thầu chưa được bàn giao hoặc bàn giao một phần mặt bằng nên quá trình thi công gặp khó khăn. Sau khi nghe ý kiến của Ban Quản lý Công trình Xây dựng Phát triển Đô thị và các nhà thầu về những vướng mắc trong quá trình thực hiện dự án, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Nguyễn Xuân Bình nhấn mạnh, đây là một công trình lớn có ý nghĩa đối với sự phát triển của thành phố. Huyện Thủy Nguyên, Ban Quản lý Dự án và các nhà thầu có bước triển khai ban đầu khá tốt. Đồng chí đề nghị trong thời gian tới, huyện Thủy Nguyên, Ban Quản lý Dự án, các sở ngành làm tốt công tác giải phóng mặt bằng. Các nhà thầu khi được bàn giao mặt bằng cần tập trung nhân lực, phương tiện, máy móc để tổ chức thi công nhanh nhất, tốt nhất. Thành phố chỉ ứng vốn cho doanh nghiệp triển khai tích cực trên công trường. Về công tác quản lý, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Nguyễn Xuân Bình nêu rõ, trong quá trình phối hợp, Ban Quản lý và nhà thầu thường xuyên giao ban, nếu có vướng mắc vượt thẩm quyền của Ban Quản lý, cần kịp thời báo cáo với UBND thành phố. Văn phòng UBND thành phố và Ban Quản lý sớm lập danh sách từng nhà thầu cùng các gói thầu để đôn đốc, nhà thầu xây dựng đường găng tiến độ để thành phố kiểm tra đôn đốc theo tiến độ cụ thể. Trước đó, vào sáng nay, kiểm tra tiến độ giải phóng mặt bằng cầu Hoàng Văn Thụ phần phía huyện Thủy Nguyên, đồng chí Nguyễn Xuân Bình, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố đánh giá cao Ban Quản lý Công trình Xây dựng Phát triển Đô thị, nhà thầu và huyện Thủy Nguyên trong phối hợp triển khai các nhiệm vụ bảo đảm tiến độ. Đồng chí yêu cầu nhà thầu tập trung máy móc, nguồn lực, tranh thủ những ngày thời tiết tốt để nhanh thi công để bảo đảm tiến độ chung. Đối với nguồn vốn phục vụ giải phóng mặt bằng và thi công, yêu cầu Ban Quản lý, Văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố phối hợp với các ngành khẩn trương đáp ứng vốn, bảo đảm yêu cầu tiến độ công trình. Đến nay đã có 11 trên 89 hộ nhận tiền bàn giao mặt bằng. Tuy nhiên vẫn còn 74 hộ thuộc mặt bằng đường dẫn cầu, mặc dù lãnh đạo huyện nhiều lần tổ chức đối thoại nhưng đến nay vẫn chưa chấp hành. Phát biểu tại lễ khai giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ mặt trận cho cán bộ Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã năm 2017 diễn ra vào sáng nay, đồng chí Phạm Văn Mợi, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố chỉ rõ, nếu chỉ vận dụng kiến thức mà không có kỹ năng thực tế sâu rộng thì cán bộ làm công tác mặt trận rất khó thành công trong các phong trào, các cuộc vận động hay thực hiện giám sát phản biện xã hội. Đồng chí đề nghị hơn 60 học viên tham gia lớp bồi dưỡng nghiệp vụ không ngừng cập nhật kiến thức tình hình mới trong công tác mặt trận cơ sở, trao đổi thẳng thắn những vấn đề quan tâm vướng mắc từ thực tiễn, chia sẻ kinh nghiệm, góp phần đáp ứng yêu cầu đặt ra trong công tác mặt trận hiện nay. Sáng nay, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Nguyễn Văn Thành tiếp thân mật đoàn Tổng lãnh sự Việt Nam mới được bổ nhiệm tại Sydney, Australia, Nam Ninh, Côn Minh và Hồng Kông, Trung Quốc đến tìm hiểu và làm việc về cơ hội hợp tác đầu tư phát triển giữa Hải Phòng với Australia và các địa phương của Trung Quốc. Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Nguyễn Văn Thành thông tin với đoàn Tổng lãnh sự về sự phát triển đột phá về kinh tế xã hội của Hải Phòng
nhất là về cơ sở hạ tầng giao thông đồng bộ, hoàn thiện và hiện đại. Thành phố thực sự trở thành điểm đến chiến lược hấp dẫn của các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Hiện nay tại Hải Phòng có 155 dự án đầu tư trực tiếp FDI của Trung Quốc còn hiệu lực, bao gồm cả Trung Quốc đại lục, Đài Loan và Hồng Kông, với tổng số vốn đầu tư hơn 2,5 tỷ đô la Mỹ trong lĩnh vực xây dựng hạ tầng các khu công nghiệp An Dương, Đồ Sơn cùng các dự án về du lịch, giáo dục đào tạo và giao thông vận tải. Với Australia, tính đến tháng 9 vừa qua, quốc gia này có 4 dự án đầu tư nước ngoài tại Hải Phòng với tổng vốn đầu tư hơn 135 triệu đô la Mỹ, chủ yếu trong lĩnh vực vận tải và sản xuất thép. Đoàn Tổng lãnh sự cung cấp thông tin cụ thể về tiềm năng hợp tác nhằm thúc đẩy, kêu gọi mạnh mẽ hơn về sự hợp tác đầu tư của Australia và các địa phương Hồng Kông, Nam Ninh, Côn Minh của Trung Quốc vào Hải Phòng. Mời đoàn công tác của lãnh đạo thành phố tham quan, học hỏi, tham khảo tiềm năng cũng như mô hình phát triển của Australia và các địa phương thuộc Trung Quốc trong các lĩnh vực kinh tế, quy hoạch xây dựng, phát triển thành phố, nông nghiệp công nghệ cao, y tế và du lịch. Kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Nguyễn Văn Thành đánh giá cao kết quả hợp tác giữa Hải Phòng với Australia cũng như các địa phương của Trung Quốc. Đây chính là cơ hội để thành phố tiếp cận được các nguồn đầu tư mới, trong đó cảng biển Hải Phòng sẽ trở thành trung tâm dịch vụ kết nối các tỉnh phía Nam Trung Quốc với các quốc gia ASEAN. Đồng chí mong muốn mở đường bay giữa thành phố Hải Phòng với các tỉnh Vân Nam và Quảng Tây của Trung Quốc, tăng cường trao đổi các đoàn tham quan học tập, tìm hiểu, thúc đẩy quan hệ giao lưu hợp tác hữu nghị với hai nước. Hải Phòng luôn sẵn sàng tiếp nhận các nguồn đầu tư và sẽ tạo điều kiện tốt nhất để các nhà đầu tư tìm hiểu và quyết định dừng chân tại Hải Phòng. Thiết thực học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, từ tháng 10 năm 2017, Trường Chính trị Tô Hiệu bắt đầu tổ chức chào cờ và sinh hoạt dưới cờ, đưa nghi thức chào cờ trở thành việc làm thường xuyên của trường. Tham gia nghi lễ chào cờ sáng nay có cán bộ viên chức người lao động của Trường Chính trị Tô Hiệu và lớp trung cấp lý luận chính trị hành chính, hệ đào tạo tập trung khóa 25. Trong nội dung sinh hoạt dưới cờ, trường đã phát động chương trình quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung bị bão lụt, mỗi cán bộ viên chức người lao động và học viên ủng hộ tối thiểu một ngày lương. Chương trình quyên góp sẽ được tiếp tục thực hiện tới các học viên trong toàn trường. Tại hội nghị sơ kết 9 tháng năm 2017 của huyện ủy Thủy Nguyên sáng nay, nhiều chỉ tiêu kinh tế xã hội của địa phương được ghi nhận đã đạt và vượt kế hoạch thành phố giao. Trong đó, tăng trưởng kinh tế đạt 14%, thu ngân sách 9 tháng đạt hơn 431 tỷ đồng, tăng 8,5%. Công tác giải phóng mặt bằng được tập trung chỉ đạo. Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới có nhiều chuyển biến tích cực. Quý tư năm 2017, huyện ủy Thủy Nguyên tiếp tục rà soát các chỉ tiêu, cân đối thu chi ngân sách, tập trung giải phóng mặt bằng và có kế hoạch xây dựng trước khu tái định cư phục vụ các dự án lớn trên địa bàn. Trong phần tiếp theo của chương trình, tình trạng cạnh tranh không lành mạnh của doanh nghiệp trong vấn đề triển khai dịch vụ cấp nước tại nông thôn. Người dân đang chờ đợi những đơn vị có khả năng đáp ứng yêu cầu cấp nước theo quy chuẩn. Nuôi gà theo phương pháp nghe nhạc, mô hình phát triển kinh tế độc đáo cần nhân rộng và phát huy. Trước yêu cầu cấp bách về nước sạch của nhân dân nhiều vùng ngoại thành hướng tới mục tiêu người dân nông thôn được sử dụng nước sạch như đô thị, Công ty Cổ phần Cấp nước Hải Phòng phát triển mạng lưới cấp nước đến các vùng nông thôn và được đông đảo người dân đón nhận. Tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp cấp nước mini thì lại phản ứng trái ngược với sự đón nhận tích cực của người dân. Sự việc sau đây diễn ra tại xã Tân Dân, huyện An Lão là một ví dụ. Công trường thi công tuyến ống cấp nước sạch trên địa bàn xã Tân Dân, huyện An Lão. Một số đoạn tuyến đi qua địa bàn thôn Đại Hoàng 1 từ nhiều tháng nay không thi công được do gặp phải sự cản trở từ phía đại diện của nhà máy nước mini Đại Hoàng 1. Hàng chục người kéo ra chặn đường và bao vây máy móc thiết bị, buộc đơn vị thi công phải tạm dừng công việc. Nhà máy nước mini thôn Đại Hoàng 1 vẫn chưa đồng ý và có một số hành vi cản trở việc thi công trên địa bàn xã Tân Dân. Ủy ban xã cũng sẽ báo cáo quận huyện là sẽ phối kết hợp để triển khai để bảo vệ nhà thầu thi công trong thời gian sớm nhất. Làm việc với chính quyền địa phương, chúng tôi được biết ngay từ lúc đặt nhà máy nước Đại Hoàng 1 tại vị trí hiện nay, xã cũng cảm thấy bất lợi do nguồn nước thô cung cấp cho nhà máy là lấy từ kênh nội đồng. Chung quanh nguồn nước là nghĩa trang và san sát là cánh đồng với dư lượng lớn hóa chất và phân bón tưới cho cây trồng chảy vào kênh nội đồng. Người dân địa phương cũng phản ánh chất lượng nước tại đây không bảo đảm, cho nên dù mua nước của nhà máy này, nhiều gia đình vẫn chủ yếu dùng nước mưa để ăn uống. Mùi là mùi tanh và hơi mùi thối thối và nước vàng. Khi mà chúng tôi ăn vào ấy là nó có mùi tanh. Đấy. Thế cái thứ hai nữa là tắm là ngứa. Đấy, nổi cục cái đây. Cứ tắm cái nước là bị ngứa. Thì chúng tôi phải ăn ở cái bể nước mưa đấy. Mới tắm ở cái bể nước mưa đấy.
là cái nước này chúng tôi chỉ có dùng cho giặt thôi. Trên cơ sở đề nghị của các hộ dân, công ty cổ phần cấp nước Hải Phòng đã triển khai việc đầu tư lắp đặt mạng lưới đường ống phân phối, tiến hành thỏa thuận đấu nối và ký hợp đồng dịch vụ cấp nước trên địa bàn. Tuy nhiên, doanh nghiệp Đại Hoàng 1 lại ngang nhiên cản trở thi công, làm chậm tiến độ công trình. Các quy định thì chúng tôi đã thực hiện đúng theo cái trình tự của pháp luật. Tuy nhiên thì khi thi công thì đã bị một số người ra cản trở. Hiện nay là cái việc thi công cho xã Tân Dân là gặp rất nhiều vướng mắc. Thì cũng mong muốn về phía chính quyền huyện Lão cũng như xã Tân Dân thì cũng sẽ hỗ trợ công ty để làm sao mà sớm cấp nước cho xã theo đúng cái nguyện vọng của nhân dân. Không thể phủ nhận vai trò của nhà máy nước mini trong giai đoạn vừa qua đối với đời sống người dân vùng nông thôn. Tuy nhiên tại thời điểm hiện nay, cần có những đánh giá cụ thể về chất lượng nước của từng nhà máy, xem xét cụ thể những đơn vị có đủ điều kiện, có khả năng đầu tư nâng cấp để đáp ứng yêu cầu cấp nước theo quy chuẩn. Về phía chính quyền địa phương, xã Tân Dân cũng như huyện An Lão cần có những biện pháp kiên quyết bảo vệ nhà thầu, tạo điều kiện thuận lợi để công ty cổ phần cấp nước Hải Phòng hoàn thành công trình theo đúng kế hoạch, phục vụ tốt nhất cuộc sống của nhân dân. Thưa quý vị và các bạn, có một lớp học đặc biệt đã được duy trì gần 4 năm qua tại một làng chài ven sông phường Ngọc Sơn, quận Kiến An. Lớp học dành cho những học sinh có hoàn cảnh đặc biệt, được dạy bởi những người thầy đặc biệt và đặc biệt hơn là hoàn toàn miễn phí. Lớp học có tên Have to Fly, cái tên mang theo mong muốn của thầy và trò tại đây, nâng cánh để ước mơ bay lên. Mỗi tuần một lần, những tình nguyện viên của dự án Have to Fly, khoa ngoại ngữ trường Đại học Hải Phòng đều đến dạy tiếng Anh cho những đứa trẻ trong làng chài này. Cả làng có hơn 20 em trong độ tuổi đi học, nhưng nỗ lực vận động lắm cũng chỉ có hơn 10 em chịu ra lớp. Bọn em phải vận động các em rất là nhiều, tức là đến từng nhà vận động các em đến đây học. Cái khó khăn nữa là các em có tham gia học nhưng rồi mà được một thời gian thì các em lại chán nản. Rằng là bố mẹ các em có muốn là các em nghỉ học để đi làm. Thì thấy lúc đấy là các tình nguyện viên cũng phải đến từng nhà để vận động bố mẹ rồi là nói cho phụ huynh rồi vận động các em đến lớp. Bọn em cũng có rất là nhiều những kỳ vọng lớn lao hơn là các em có thể tiếp tục đến trường rồi các em có thể tiếp tục đi học để có thể là có một tương lai tốt hơn. Vừa đi học vừa phải trông em, rồi đến lớp nhưng chẳng có sách vở. Ở đây, cái nghèo vẫn đang níu chân ước mơ học tập. Không chỉ theo mà các chị sẽ còn mang quà tới đây cho mấy bọn con nữa. Nhờ các chị tới đây mà dạy con rất thích môn tiếng Anh. Con thương nhất là thầy Huy. Thầy Hiền. Nhờ thầy mà ở trường con học tiếng Anh rất giỏi. Để lớp học này hoạt động ổn định, các thầy cô trẻ này ngoài kèm cặp về kiến thức, còn làm thêm nhiệm vụ chia sẻ, động viên, đồng thời giúp đỡ các em về trang thiết bị, đồ dùng học tập. Ngoài làng chài ven sông, vừa qua lớp học còn được tổ chức tiếp tại Trung tâm Bảo trợ xã hội Thanh Xuân, quận Hải An, nơi đang nuôi dưỡng các em nhỏ bị ảnh hưởng bởi HIV. Các em cũng vất vả đến đây lúc nắng, lúc mưa, tôi cảm thấy là tôi rất phấn khởi vì có những tình nguyện viên giúp đỡ cho các em đây rất tốt. Dù bước đầu còn nhỏ nhoi, nhưng với tâm huyết của tuổi trẻ, dự án Help to Fly đang viết tiếp phần nhân văn nối dài của những bài học. Các tình nguyện viên trẻ này cũng đang có cơ hội thực hành nghề nghiệp ở một giảng đường đẹp nhất, giảng đường của tình yêu thương. Đến thời điểm này, tình hình dịch sốt xuất huyết trên địa bàn thành phố đã giảm dần so với thời điểm cuối tháng 8. Tuy nhiên, tại các quận huyện vẫn tiếp tục ghi nhận các ca mắc bệnh mới. Theo báo cáo của Trung tâm Y tế Dự phòng Hải Phòng, đến ngày 30 tháng 9, toàn thành phố ghi nhận 721 ca mắc sốt xuất huyết, tăng hơn 200 ca bệnh so với thời điểm cuối tháng 8. Liên tục trong 5 ngày từ 25 đến 30 tháng 9, tại các quận Ngô Quyền, Lê Chân, các huyện Vĩnh Bảo, Thủy Nguyên vẫn xuất hiện các ca bệnh mới, bình quân một ngày có 7 đến 8 ca bệnh mới. Phần lớn các ca bệnh đều là số liệu báo cáo từ các bệnh viện, còn số nhiễm bệnh trong cộng đồng vẫn khó kiểm soát. Các quận Lê Chân, Ngô Quyền tiếp tục là những địa phương ghi nhận có nhiều ca bệnh nhất của thành phố. Tại khoa bệnh nhiệt đới Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp, số ca mắc sốt xuất huyết tích lũy từ đầu tháng 7 đến nay là gần 300 ca, trung bình mỗi ngày điều trị 11 người bệnh, giảm một nửa ca bệnh so với tháng 8. Trong đó, mỗi ngày có từ 3 đến 5 ca bệnh mới nhập viện. Những người mà bị sốt thì cũng nên đến các cơ sở y tế để khám, để phân biệt, để chẩn đoán ra là có bị sốt do nhiễm virus hay không.
hay là sốt đanh. Còn trong trường hợp mà sốt xuất huyết rồi mà ở nhà, nếu như có những dấu hiệu mà gây nặng của bệnh, ví dụ như các cái dấu hiệu cảnh báo như là bệnh nhân thay đổi ý thức, lơ mơ, từ tỉnh táo, lơ mơ, nôn nhiều, đau bụng vùng gan, hoặc là có xuất huyết ở các cái vị trí như là miệng hoặc đi ngoài ra máu thì cần phải nhập viện ngay, để khi đó thì các bác sĩ sẽ có sự hướng xử lý kịp thời cho bệnh nhân. Tình hình bệnh sốt xuất huyết hiện nay tuy đã có chiều hướng giảm, tuy nhiên hàng ngày vẫn xuất hiện các ca bệnh mới. Do vậy, việc triển khai công tác vệ sinh môi trường, diệt lăng quăng, bọ gậy tiếp tục được duy trì và triển khai tích cực để tránh những diễn biến bất thường gây bùng phát bệnh. Tin chúng tôi mới nhận tại huyện đảo Bạch Long Vĩ, một bệnh nhân được chẩn đoán là đau ruột thừa cấp, tình trạng theo đánh giá là nguy hiểm và vượt quá khả năng xử lý của trung tâm y tế địa phương. Và sáng nay, bệnh nhân này đã được nhanh chóng đưa về đất liền an toàn sau hơn 6 giờ đồng hồ bằng tàu cảnh sát biển 6002 thuộc Hải đội 101 Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 1. Bệnh nhân là trung sĩ Nguyễn Văn Quang, trạm trinh sát kỹ thuật Bộ Tư lệnh Vùng 1 Hải quân đóng tại Bạch Long Vĩ. Trước đó, anh Quang đã được truyền kháng sinh để làm chậm quá trình viêm nhiễm và hiện đã được bàn giao cho Bộ Tư lệnh Vùng 1 Hải quân để kịp thời đưa đi cấp cứu và điều trị tại bệnh viện. Sau một thời gian thực hiện thí điểm cùng với hệ thống kho bạc nhà nước trên cả nước, sáng nay Kho bạc Nhà nước Hải Phòng tổ chức phát lệnh thống nhất đầu mối kiểm soát các khoản chi ngân sách nhà nước qua hệ thống kho bạc nhà nước. Mục tiêu của đề án thống nhất kiểm soát các khoản chi ngân sách nhà nước qua hệ thống kho bạc nhà nước là nhằm tập trung các khoản chi thường xuyên, chi đầu tư, chi chương trình mục tiêu giao cho một đầu mối thực hiện kiểm soát thanh toán, tạo thuận lợi cho đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước, chủ đầu tư, ban quản lý dự án trong giao dịch chi ngân sách nhà nước tại kho bạc nhà nước. Đáp ứng yêu cầu thực hiện cơ chế một cửa liên thông trong hệ thống kho bạc nhà nước theo hướng một cửa một giao dịch viên trong kiểm soát chi, hướng đến xây dựng hệ thống kho bạc nhà nước hiện đại, chuyên nghiệp theo chiến lược phát triển kho bạc nhà nước Việt Nam đến năm 2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Đề án cũng sẽ tạo thuận lợi trong việc ứng dụng công nghệ thông tin, góp phần đẩy mạnh cải cách hành chính, công khai minh bạch trong quản lý các nguồn lực tài chính của nhà nước và là tiền đề quan trọng để tiến tới hình thành kho bạc điện tử trong thời gian tới. Với mục đích giúp doanh nghiệp trong lĩnh vực cơ khí chế tạo và công nghiệp phụ trợ cập nhật những xu hướng và giải pháp công nghệ mới, đồng thời cung cấp thông tin về những chính sách hỗ trợ của nhà nước đối với doanh nghiệp ứng dụng công nghệ mới, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, công ty trách nhiệm hữu hạn Yamazaki Mazak Việt Nam vừa phối hợp tổ chức hội thảo tầm nhìn và xu hướng phát triển công nghệ trong lĩnh vực cơ khí chế tạo. Các công nghệ tiên tiến và sản phẩm mới được giới thiệu tại hội thảo đã đem tới cho doanh nghiệp nhiều lựa chọn, giúp tăng năng suất và chất lượng sản phẩm với mức giá cạnh tranh. Nhiều doanh nghiệp hàng đầu Nhật Bản về gia công đa chức năng như Masca và Bloom đã giới thiệu công nghệ mới của mình trong lĩnh vực cơ khí chế tạo và đo lường tới cộng đồng doanh nghiệp trong nước, đồng thời giải đáp các câu hỏi của doanh nghiệp Việt Nam về các vấn đề kỹ thuật và cơ chế hỗ trợ. Cũng tại đây, ngoài tiếp cận các dây chuyền công nghệ sản xuất mới, doanh nghiệp trong nước cũng mong muốn sớm được hỗ trợ nguồn vốn, chuyển giao công nghệ, đào tạo nhân lực kỹ thuật vào sản xuất kinh doanh trên cơ sở bình đẳng cùng có lợi. Thưa cha này, chị đã bao giờ tham quan hoặc từng nghe về những mô hình kinh tế độc đáo như là nuôi cá cuống để lấy tinh dầu, nuôi chăn đột biến gen để lấy da và mỡ xuất khẩu, hoặc là nuôi dơi lấy phân để phòng chống sâu bệnh cho cây trồng của bà con nông dân hay chưa? Vâng, những mô hình kinh tế độc đáo thời gian gần đây xuất hiện ngày càng nhiều. Và mới đây nhất theo tôi được biết đó là mô hình nuôi gà cho nghe nhạc giao hưởng của một bạn trẻ ở tỉnh Đồng Nai. Không chỉ ở riêng tỉnh Đồng Nai mà ngay tại thành phố của chúng ta cũng có những mô hình kinh tế độc đáo như vậy. Và bây giờ thì xin được mời quý vị và các bạn đến với một mô hình kinh tế như vậy ở xã Mỹ Đức, huyện An Lão. Từ khoảng 5 giờ sáng vào thời điểm gà thức dậy, những bản nhạc du dương cũng bắt đầu được khởi động. Âm thanh phát ra từ những chiếc loa được bố trí khắp trại như làm lắng dịu không khí và tiếng ồn ã của hơn 5.000 con gà trong khuôn trại nhỏ hẹp. Các nhân viên quản lý bắt đầu làm vệ sinh chuồng trại, thu nhặt trứng và cho gà ăn. Cô bác là những người mà đã chăn nuôi gà đẻ từ trước nay thì sẽ biết rồi. Nếu như để con gà nó bị động thì con gà nó sô đàn, mà con gà nó sô đàn thì nó sẽ xảy ra chuyện mà gãy cánh hoặc gãy chân. Có thể những chuồng gà có lúc là loại khoảng 100-200 con gà. Thì trong cái loại con gà đấy mà vào những lúc mà trứng nó đang cao thì người chăn nuôi sẽ rất là thiệt thòi. Được biết,
Mô hình cho gà đẻ trứng nghe nhạc được ông chủ trại Bùi Minh Họa áp dụng cách đây 10 năm, khi mà ông nhận thấy tiếng động từ bên ngoài tác động rất nhiều đến đàn gà. Ông Họa cho biết gà là con vật nhạy cảm với tiếng ồn, nghe tiếng động mạnh, rất dễ xảy ra hiện tượng xô đàn, ảnh hưởng đến tỷ lệ đẻ trứng và chất lượng trứng. Do vậy, trong điều kiện ổn định của chuồng trại, đàn gà đẻ trứng với tỷ lệ rất cao. Thì tôi áp dụng cái con gà là cho con gà nghe nhạc để cho con gà nó cảm thấy nó rất là thoải mái ăn và nó nghỉ ngơi, nó để sinh sản quả trứng. Thì tôi nghĩ là con gà tôi nó đạt có lúc là đến 98,8-99,9% là số trứng. Lúc cao điểm mà thời gian mà cái trứng cao điểm này nó giữ được dài hơn so với những con gà mà mình không áp dụng nghe nhạc. Vì là tôi đối chứng từ các chuồng gà nghe nhạc của tôi thì tôi thấy là tôi tập trung vào cho con gà nghe nhạc đẻ trứng nó như vậy. Hiện gần 3 vạn con gà đẻ trứng, chưa kể hơn 3 vạn con gà hậu bị của ông Bùi Minh Họa ở khu Đào Bầu, xã Mỹ Đức, huyện An Lão đều được áp dụng mô hình này. Trung bình mỗi ngày, trại cho thu khoảng 2,7 vạn quả trứng. Theo đánh giá của các chuyên gia ngành chăn nuôi, cho gà nghe nhạc nhẹ, êm tai sẽ làm dịu thần kinh và chúng sẽ cho năng suất sản phẩm có thể tăng tới gần 10%. Chuyển sang phần tin quốc tế, lực lượng an ninh Anh vừa phát động chiến dịch hướng dẫn kỹ năng xử lý và thoát hiểm cho người dân trong trường hợp xảy ra tấn công khủng bố. Nguyên tắc chính cần ghi nhớ là chạy, ẩn nấp và báo tin. Trong bối cảnh các vụ tấn công khủng bố liên tiếp xảy ra ở châu Âu thời gian vừa qua, thì việc chuẩn bị kỹ năng thoát hiểm nếu gặp khủng bố là rất cần thiết. Lực lượng an ninh Anh đã tung ra một đoạn video với sự tham gia của rất nhiều nhân vật nổi tiếng để hướng dẫn mọi người cần làm gì nếu xảy ra tấn công khủng bố. Điều bạn cần làm trước tiên là hãy tự cứu mình, hãy nhanh chóng chạy trốn, cố gắng kéo theo người đi cùng bạn. Nếu không rời khỏi hiện trường được thì hãy tìm chỗ ẩn nấp an toàn, để điện thoại di động ở chế độ im lặng và không nên đứng sau cánh cửa. Sau đó hãy gọi cho cảnh sát nói rõ vị trí của kẻ khủng bố. Các chuyên gia cũng khuyến cáo mọi người không nên tranh thủ quay camera về hiện trường khủng bố để rồi tung lên mạng Internet ngay sau đó. Điều này trước tiên sẽ khiến bạn gặp nguy hiểm và sau đó sẽ gây trở ngại cho việc truy tìm thủ phạm của lực lượng an ninh. Hôm qua, thủ đô Paris của Pháp đã thực hiện quy định ngày không ô tô nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường và kêu gọi mọi người nâng cao ý thức bảo vệ môi trường. Trong ngày không xe hơi năm nay, Paris cấm tất cả các loại xe cơ giới gồm xe ô tô, xe gắn máy và xe tay ga từ 11 giờ đến 18 giờ trong khu vực nội thành. Tuy nhiên, các phương tiện giao thông công cộng, xe cứu thương cứu hộ và khắc phục sự cố hay taxi vẫn được phép hoạt động nhưng giới hạn ở tốc độ không quá 30 km/h. Nhiều người cho biết họ mong muốn ngày nào ở Paris cũng không có xe hơi để không khí được trong lành và yên bình. Trong khi đó, chính quyền thủ đô Paris cam kết sẽ tăng tốc quá trình chuyển đổi năng lượng, phát triển các phương tiện thay thế cho các loại xe hơi phát thải ô nhiễm hiện nay. Chính quyền Paris năm 2016 đã ban hành quy định cấm các loại xe hơi vào ngày chủ nhật đầu tiên của mỗi tháng tại khu vực đại lộ Champs-Élysées. Cùng năm đó, nhiều thành phố khác trên thế giới như New York, Casablanca và Marrakech cũng thực hiện lệnh cấm xe hơi tương tự như Paris. Ngày không xe hơi ở Paris cũng là dịp để nhiều kỹ sư sáng chế thử nghiệm các phương tiện của tương lai mà không phải lệ thuộc vào nguồn năng lượng truyền thống. Tầm tháng 10, tháng 11 hàng năm, thiên nhiên ở vùng Nóc Mandi của Pháp lại khoác lên mình màu sắc của lá vàng, lá đỏ và cũng là mùa của nấm rừng. Chỉ cần xách giỏ vào rừng là bạn có thể thỏa sức nhặt nấm đem về phục vụ cho các món ăn với nấm. Dọc triền sông Sen ở Pháp là những rừng sồi và rẻ gai, chính là thiên đường của các loại nấm. Những ngày này, chẳng còn điều gì tuyệt vời hơn là lang thang vào rừng để thưởng ngoạn cảnh sắc mùa thu và tha hồ nhặt nấm rừng. Nấm rừng sẵn đến nỗi, ở xứ Normandy của Pháp còn thành lập cả những hội hái nấm để chia sẻ kinh nghiệm. Trong số 90 loại nấm mà mọi người tìm được thì chỉ có khoảng hơn 10 loại là ăn được, trong đó có nấm mồng gà, nấm Santeren, nấm trumpet và nấm xếp. Một loại nấm nổi tiếng có giá khoảng 20 euro trên 1 kg được cả thế giới ưa chuộng. Mùa hái nấm xếp rừng chỉ có vẻn vẹn chừng 3 tuần vào đầu tháng 10 hàng năm, nên người dân xứ Normandy phải tranh thủ tối đa để thưởng thức món quà tặng hào phóng từ thiên nhiên này. Quý vị và các bạn thân mến, thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.